Mùa chay truyền giáo số 3, trầm thấm, điềm đạm, chính đáo, nét đẹp thiêng liêng của nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo không được sai đi tham quan, ngao du sơn thủy, nhưng được sai đi làm việc như người gieo hạt tận tụy. Sai đi rất xa, đến với mọi người, ở khắp mọi nơi để rao giảng nước Thiên Chúa đã gần. Và với quyền năng của Thiên Chúa, chữa người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Nhà truyền giáo còn được sai vào nơi rất nguy hiểm, đầy chông gai và đe dọa, như chiên đi vào giữa bầy sói, và còn như người đi buôn phải vận dụng mọi khả năng để làm sinh lời gấp 2, gấp 5, gấp 10 vốn liếng được chủ trao. Như thế, hành trình của nhà truyền giáo không dễ đi, địa chỉ nhà truyền giáo hoạt động không dễ đến, môi trường, hoàn cảnh nhà truyền giáo tiếp cận không luôn thuận lợi. Công việc của nhà truyền giáo không dễ thực hiện, và nhất là những con người nhà truyền giáo gặp gỡ, phục vụ, đồng hành không luôn dễ hiểu, dễ sống, dễ nói, dễ nghe, dễ thương, dễ cộng tác. Cũng vì thế mà Đức Giê-xu đã chỉ cho các môn đệ hàng loạt những việc phải làm và những truyền phải tránh trước khi sai các ông đi truyền giáo, và ông còn căn dặn như bụi bối: anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn đây là khôn ngoan, chứ không phải thói khôn lõi, khôn ăn người, khôn lanh, khôn ma lê, quỷ quái của thế gian. Và đơn sơ đây cũng không phải đơn sơ ngu ngốc, ngờ nghệch, đờ đẫn, đần độn, hậu đậu, kịch cỡm, để người đời khinh chê, nhạo cười. Nhưng làm sao để luôn có được khôn ngoan và đơn sơ? Cư xử thế nào để không đánh mất khôn ngoan và đơn sơ? Cách sống nào được coi là tốt nhất để bảo đảm khôn ngoan và đơn sơ trong đời truyền giáo? Thiết tưởng không gì tốt hơn, chính xác hơn cho nhà truyền giáo là nhìn vào chính Đức Giê-xu, đấng sai các vị đi truyền giáo và căn dặn phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Một, Đức Giê-xu đã đầm thắm, điềm đạm trong mọi hoàn cảnh và với mọi người. Chiều ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, thay vì bối rối mất tinh thần, Đức Giê-xu điềm đạm dạy cho ma quỷ lời Thiên Chúa và chúng phải tháo lui. Khi bị mấy ông kinh sư hỗn xược chụp mũ phạm thượng, thay vì nóng giận đớp chát, Đức Giê-xu điềm đạm cắt nghĩa và đề nghị trong hai điều: một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Đức Giê-xu còn điềm đạm trước những lời sốc ốc, móc hồng, khiêu khích, miệt thị, cả những xúc phạm, nguyền rủa, đe dọa, xua đuổi, tấn công của nhóm biệt phái. Như khi thấy Ngài ăn uống với người tội lỗi, họ đã khích bác, châm chọc cốt để Ngài nổi quạo, to tiếng. Trái lại, Đức Giê-xu đã điềm đạm giải thích cho họ sứ mệnh của Ngài. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Bị trách móc không ăn chay, thay vì nổi đoá, Đức Giê-xu điềm đạm trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Cả khi bị đám đông quá khích chửi rủa và lượm đá ném, vì Ngài nói: ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Đức Giê-xu cũng vẫn điềm đạm lánh đi và ra khỏi đền thờ mà không gây go hay gây hấn. Và sau cùng, khi các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Ngài, sau phép lạ cho Lazaro sống lại, sau 4 ngày chôn trong mộ, Đức Giê-xu vẫn điềm đạm ứng xử và không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Rồi những ngày chịu nạn, từ khi bị bắt đến lúc chịu đóng đinh,
trước không biết bao nhiêu nhục mạ, cực hình, lên án bất công, Đức Giêsu vẫn một thái độ đầm thấm, điềm đạm trước mọi người, không một lời nguyền rủa, không một lời phẫn nộ. Đặc biệt với các môn đệ, Đức Giêsu luôn đầm thấm, điềm đạm, như khi thấy các ông tranh giành chỗ cao thấp, địa vị lớn nhỏ, Ngài đầm thấm, điềm đạm nói với các ông: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rớt hết và làm người phục vụ mọi người. Khi Giuđa phản bội, Ngài cũng vẫn điềm đạm trả lời câu hỏi giả hình của ông. Cả khi Phêrô nóng nảy chém đứt tay tên đầy tớ của thượng tế trong vườn cây dầu, nơi Ngài bị bắt, Đức Giêsu cũng điềm đạm nhắc nhở ông: hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Quả thật có đầm thắm, điềm đạm, nhà truyền giáo mới tránh được những thái quá bất cập là nguyên cớ của nhiều thất bại. Vì đầm thắm, điềm đạm là thái độ của người biết phong đình, trung dung, không quá khích, quá đáng, cũng không lười biếng, buông xuôi. Đầm thắm, điềm đạm còn là đức tính cần thiết của nhà truyền giáo, vì xuất phát từ tâm hồn hiền lành và khiêm nhược. Bài học quan trọng và nền tảng Đức Giêsu dạy mà bất cứ ai muốn đi theo Ngài đều phải nằm lòng và cố gắng thực thi trong đời sống. Đầm thắm, điềm đạm còn là chìa khóa Đức Giêsu ban cho nhà truyền giáo để các vị thành công trong sứ vụ thiêng liêng được trao phó. Bởi thiếu đầm thắm, điềm đạm, các vị rất khó có thể đến với muôn dân, rất khó đi vào lòng người, rất khó vào được nhà người khác, và vô cùng khó ở lại bình an với mọi người. Vì thiếu đầm thắm, nhà truyền giáo sẽ ứng xử một cách cứng cỏi, thô kệch, dễ đưa tới trịch thượng, hóng hách, kiêu căng, cử quyền, kể cả đối với mọi người. Thiếu điềm đạm, nhà truyền giáo cũng sẽ bốc đồng, nóng nảy, hiếu chiến, hiếu thắng, trong lời nói và cung cách, dễ đưa đến đôi co, hơn thua, thách thức, bạo lực là điều cấm kỵ đối với nhà truyền giáo. Sở dĩ là điều cấm kỵ ở nhà truyền giáo vì thái độ, lời nói, hành động thiếu đầm thắm, điềm đạm sẽ gây nên ấn tượng xấu về một nhà truyền giáo kiêu căng, áp chế, khuynh đảo, xâm lăng, không tôn trọng, không yêu thương, không phục vụ. Trong khi hình ảnh cần có ở nhà truyền giáo là hiền lành và khiêm nhường, đơn sơ và nghèo khó, phục vụ trong niềm vui, yêu thương đến quên mình như chính Đức Giêsu. Trong thực tế, không thiếu những nhà truyền giáo đã thất bại ngay vòng đầu vì thiếu đầm thắm, điềm đạm. Mặc dù làm đúng quy trình truyền giáo, những vị này tuy có vào nhà người xứng đáng và ở đó như Đức Giêsu dặn, nhưng vì ăn nói linh tinh, lơm cơm, huyên hoang, biết ít nói nhiều, lại thường háo thắng, giành diễn đàn, chiếm micro, độc thoại nên chủ nhà mệt mỏi, ngao ngán mời đi. Những nhà truyền giáo mà vào nhà nào cũng chúc bình an cho nhà ấy, đúng như Đức Giêsu dặn, nhưng vì thiếu đầm thắm và điềm đạm, các vị đã làm bình an hoảng sợ và bỏ chạy mất dép, không ở lại với nhà ấy mà cũng không trở về với các vị. Thực vậy, nhà truyền giáo noi gương Đức Giêsu càng đầm thắm trong cung cách cư xử, càng điềm đạm khi ăn nói, càng đem lại nhiều kết quả thiêng liêng trong truyền giáo, bởi đó là máng chuyển dễ thương, dễ tiếp cận, dễ cảm thông, dễ đi vào lòng người, dễ đưa vào nhà người lời hằng sống, bánh trường sinh, ơn cứu độ, đặc biệt là lời chứng sống đầm, đầy sức thuyết phục của nhà truyền giáo về Đức Giêsu hiền lành, nhân hậu, Thiên Chúa làm người, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. 2. Đức Giêsu yêu thích kính đáo. Nét đẹp thứ hai mà nhà truyền giáo cần có để giữ được khôn ngoan và đơn sơ trong đời truyền giáo chính là biết sống kín đáo như Đức Giêsu. Kín đáo ở đây không được hiểu là thiếu cởi mở, khép kín, đóng chặt
tâm hồn, hà tiện lời ăn tiếng nói và không trao đổi, chia sẻ tâm sự hay công việc với ai. Trái lại, kín đáo là đức tính cần thiết, đúng hơn rất cần thiết ở nhà truyền giáo, vì chính sư phụ truyền giáo đòi hỏi. Nhà truyền giáo cần kín đáo, vì sư phụ lắng nghe tâm sự thiêng liêng của các tâm hồn, sư phụ băng bó chữa lành những vết thương nội tâm, sư phụ giải thoát linh hồn người khác khỏi xiềng xích, ngục tù của tội lỗi, sư phụ chia sẻ, đồng hành, hướng dẫn con người trên đường nên thánh. Chưa kể những vị mang sư phụ tha tội được giáo hội trao phó, và tất cả các sứ vụ đó đều đòi ở các vị sự kín đáo, thận trọng. Nếu không, sẽ chẳng còn ai dám tin tưởng và ký thác tâm sự thầm kín thiêng liêng ở các vị. Sự kín đáo nơi nhà truyền giáo không những phải được triệt để tuân giữ khi thi hành sứ vụ thiêng liêng, mà ngay trong giao tế bình thường, trong đời thường, đức tính ấy cũng không thể thiếu. Nếu các vị muốn được mọi người kính trọng, bởi khó có thể chấp nhận một nhà truyền giáo thiếu kín đáo, không giữ kín được điều cần phải giữ kín, không bảo đảm được bí mật của những gì liên quan đến danh dự, uy tín, hạnh phúc của người khác, để rồi bất cứ chuyện riêng tư của ai, vấn đề nhạy cảm của gia đình nào chẳng may bị các vị biết, đều sẽ mau chóng biến thành chuyện công cộng, chuyện công khai, chuyện của công chúng, chuyện của bàn dân thiên hạ. Trong thực tế đã có nhiều phũ phàng đáng tiếc xảy ra cho nhà truyền giáo khi các vị không quan tâm đến đòi hỏi về kín đáo, tế nhị, thận trọng trong giao tiếp, và hậu quả là công việc truyền giáo không đem lại kết quả. Các vị bị coi là người không đáng tin, thiếu kín đáo, và mọi người rỉ tai nhau coi thường, xa lánh. Quả thực, trong Tin Mừng, Đức Giê-xu luôn nhắc nhở các môn đệ phải kín đáo. Kín đáo khi cầu nguyện, ăn chay, chia sẻ, làm phúc bố thí vì cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Cả ba việc đạo đức quan trọng là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí đều được Đức Giê-xu đặt trong tình trạng kín đáo, âm thầm, không khoa trương, ồn ào, nặng phần trình diễn, khoe khoang, cốt để mọi người biết mà tấm tắc khen ngợi, tuyên dương. Vì Ngài biết nhà truyền giáo sẽ không còn khôn ngoan và đơn sơ khi được thiên hạ cho lên mây với những lời tung hô có cánh, sẽ không hiền lành và khiêm nhường như đầy tớ chỉ biết làm việc chủ trao phó, sẽ không sống đơn sơ như người môn đệ hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa cha mình, mà chẳng thu gom vung vén cẩn thận chuẩn bị tương lai tuổi già. Trái lại, nhà truyền giáo được đắm đông cùng tín sùng bái hâm mộ vì thích tỏ mình giỏi giang, biết cách tỏ mình thánh thiện đạo đức, chăm chút tỏ mình vượt trội hơn anh em, về mọi mặt trước sau cũng sẽ vấp ngã nặng nề, vì không còn khôn ngoan để phân định và đơn sơ để được mọi người tin tưởng yêu mến. Ngoài những căn dặn phải kín đáo khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí, Đức Giê-xu còn làm gương kín đáo trong đời sống của Ngài. Như khi làm phép lạ, Ngài thường dặn dò người vừa được Ngài chữa lành, đừng nói với ai cả, hoặc tự Ngài kín đáo lánh đi vì có đám đông ở đấy. Vâng, mùa chay không chỉ là mùa cá nhân sám hối, bản thân trở về, nhưng còn là mùa truyền giáo. Vì truyền giáo là căn tính của mọi Kitô hữu, nghĩa là tất cả chúng ta. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy đều trở thành nhà truyền giáo, đều mang sứ vụ truyền giáo, đều được Thiên Chúa sai đi truyền giáo, nên việc sám hối cá nhân, việc trở về của bản thân trong mùa chay cũng là việc truyền giáo của cộng đoàn dân Chúa. Việc lên đường cùng toàn thể giáo hội đến với muôn dân và mùa chay trở về được biến thành mùa chay ra đi, mùa chay sám hối trở nên mùa chay được đổi mới cùng với mọi người nhờ dấn thân truyền giáo lên đường loan báo Tin Mừng. Và thành quả truyền giáo ít hay nhiều sẽ tùy thuộc tấm lòng của người được sai đi, hệ tại ở sự phân phục và làm theo những gì đấng sai đi đã căn dặn. Anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ
như bồ câu. Một hôm nghe lời Giê-xu đó về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời, ra đi loan truyền cho thế giới rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin nguyện trong tim mới cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời Giê-xu thật nồng nàn, yêu thương dân tràn như thế đó, cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời, ra đi loan truyền cho thế giới rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin nguyện trong tim